Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Ngày hôm nay là trả lời thắc mắc của bạn Thảo Lưng Nguyễn. Bạn hỏi rằng một cái hình chữ nhật này có chu vi, khi các bạn gặp toán có lời văn các bạn nên tóm tắt nha. Tóm tắt rồi, chu vi là 320 mét, chiều dài bằng 3/10 chu vi. Tính diện tích. Khi để tính được diện tích hình chữ nhật, ta phải có chiều dài và chiều rộng. Thì bước đầu tiên mình làm nháp nè. Rồi, thì các bạn nhìn vào dữ liệu, dài bằng 3/10 chu vi, hay nói cách khác, dài chính là 3/10 nhân cho cái chu vi đây. Vậy muốn tính chiều dài, ta lấy 3/10 nhân cho 320. Đó là cách thứ nhất, thì chưa. Cách thứ hai đó là các bạn nhìn vào chiều dài mấy phần ạ? 3 phần, chu vi mấy phần ạ? 10 phần. Vậy 320 này là của 10 phần. Vậy ta muốn tìm một phần, ta lấy 320 chia 10. Chiều dài mấy phần hả? 3. Vậy nhân thêm 3 ra chiều dài. Được chưa ạ? Đó là hai cách, được chưa? Hai cách. Vậy mình giải nha các bạn. Giải chiều dài hình chữ nhật là ta lấy chu vi chia cho 10, đây là số mét của một phần, nhân cho chiều dài là 3, ra là 96 mét. Khi đã có chiều dài và chu vi thì các bạn lại nhớ lại công thức. Một là các bạn ứng dụng công thức, hai là các bạn tính nửa chu vi, sau đó các bạn lấy nửa chu vi trừ cho chiều dài sẽ ra chiều rộng, được chưa? Còn không các bạn áp dụng công thức luôn. Muốn tính chiều rộng nè, ta lấy chu vi chia 2 rồi trừ cho chiều dài, được chưa? Chu vi chia 2 chính là nửa chu vi đó các bạn. Tùy các bạn nha, một dùng công thức, hai là các bạn tính nửa chu vi, sau lấy nửa chu vi trừ cho chiều dài ra chiều rộng. Thì mình tính chậm nè, nửa chu vi hình chữ nhật là ta lấy chu vi chia 2 ra 1.60 mét. Sau đó các bạn tính chiều rộng hình chữ nhật là ta lấy nửa chu vi trừ cho chiều dài ra bao nhiêu ạ? Ra là 64 mét. Rồi, khi đã có chiều dài và chiều rộng, ta tính được diện tích hình chữ nhật là ta lấy dài nhân rộng, ra kết quả bằng bao nhiêu. Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp lợi nha các bạn, và đáp số ok chưa. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn.